con người mình còn đem giao cho nữa đó, bố thí nữa đó. Bố thí là gì? Cũng như kỳ dân ở đây không có ngại đêm thức suốt phải thí cái thân không, để làm ra kinh giảng để mà gửi tri của thầy, của các vị tiền bối, của sư phụ. Nhưng mà không có nhờ tất cả các vị đem đi thì làm sao đây? Đó, phải đem đi. Về chị ở bên Việt Nam mà không đem qua đến đây, qua nó đâu có tới đây, phải không? Cho nên hôm nay đó, mình thí cái thân này mình cực khổ, mình làm cũng như làm có 9 giờ tiếng, mình làm 10 tiếng, để 1 tiếng đó chi phải không? Bỏ túi ở trong để giúp người ta gạo thóc hay là cái gì, trời, con thấy không? Mình nuôi cái sắc thể, cho dù mấy đất A Tì này hoài à, đầy hết trơn rồi, thôi giải phóng bớt. Và thầy cũng khuyên chúng con không phải khuyên ăn chay, nhưng mà chúng con ăn đi cho nó quen, từ từ nó quen, để ăn nhiều một chút, rồi mình ăn mà đừng có sắc xanh hại vật gì nữa hết, mình cứ mua một chút xíu về mình ăn. Mình ăn đó mình nghĩ tưởng đến Phật, con sẽ dâng lời Phật dạy trong mấy ngày thật trai hay là gì đó, thì mình ăn cho thầy không có bắt buộc. Nhưng mà lúc bây giờ thầy muốn tất cả chúng con cũng ăn món ăn tinh khiết nhiều hơn, nhẹ nhàng, cái đạm chất nó không có bị bệnh nhiều. Sau đây con dịch chim nó cắn mình đó, cái ung thư dắt về cây tre mà té cái bông cẳng chút ung thư. Ung dịch, ung thư là có nghĩa là cái chất độc nó sẽ tàn phá hết tất cả cái con người, chất độc nó vô trong đó rồi, thì mình làm hiền rồi, mình khử độc rồi, phủi phủi đất không à, hơi về hết trơn, không có gì hết. Vậy đó, nó vô cùng là tinh vi, vô cùng là quyền bí pháp của Phật, vô cùng là Phật pháp rất nhiệm màu. Còn đi bác sĩ đâu làm vậy chứ, cưa hết. Chú con có tin vậy không? Tin nha, không có sao hết trơn. Thầy nói là nói vậy, nhưng mà nó vô mình hiền rồi, thấy không? Mình hiền rồi. Còn chúng con đem giúp đỡ mọi người mà để đó đi, coi có sau này, sau cuối cùng chúng con tập đi cho nó quen. Và cuộc hy sinh của tất cả chúng con không phải thường được đâu, không phải một kiếp này đâu, nhiều lắm. Dám đưa cúng dường một số tiền, cúng dường một mâm trái cây, cúng dường bữa con, cúng dường hết, cúng dường người ta ăn mà mình không ăn, là cái việc đó không thể dễ. Anh em ruột đến mà ăn bữa cơm không chịu anh về, chưa ăn cơm rồi giờ làm bộ kiếm chuyện cho ông anh mình ổng về đi, để tốn thêm bữa cơm nữa sao, thôi để kiếm chuyện cho mẹ mình, má hôm qua mình út chơi không, con đưa má qua để sợ ở nó tốn hao. Nói ví dụ vậy, chính cha mẹ mình, anh em mình còn vậy thì mình đâu có dám cho ở ngoài, mà cho ở ngoài đâu có gì, đã nhiều đời tu rồi đó, nhiều đời cúng dường, nhiều đời thí tất cả rồi đó, thì bắt đầu tiếp tục trên con đường này tiến lên thêm nữa chút nữa, thì ngày sau khỏi làm cũng có ăn, có người ta nuôi hết. Đó vậy đó, cái kiếp này kiếp nữa tiến lên. Và với đại hùng đại lực không có nghĩ chuyện mênh mông, không có nghĩ chuyện gì mà nó không có kết quả với đường lối tu tập của mình đó. Thì hôm nay hầu như là thầy thấy tất cả các vị đã mở cái huyền quang, và trong người dân tộc của chúng ta và toàn cầu này bây giờ ta tu quá nhiều rồi. Thầy còn biết nước Mỹ cũng có tu đó, như là cô ni sư ở bên Mỹ mà thầy đang treo đó, vô núi Thiết 12 năm ở thanh tịnh, chỉ ăn trái cây uống nước mà ngày phương phi, ngày nuôi bằng cái chất của khí tiết tiếp cái khung trời mới ngày bắt được đó, để mà nuôi hơi thở giúp vui cười hoài đó, thấy không đó. Cái bệnh tật mà mình không có nuôi, cái bệnh mà mình quên cái bệnh thì bệnh nó mới hết, còn nuôi nó đó, đi dưỡng nó đó. Đây con đi dưỡng bệnh như thầy, thầy cũng thằng lộn, thầy nói đi dưỡng bệnh không có dưỡng nó nữa, trị nó. Con đi kiếm chỗ để trị bệnh, uống thuốc cho nó hết. Đây con đi dưỡng dưỡng nó, nó bệnh nữa, bị mình dưỡng nó đó, cái mình cứ theo dõi nó hoài, chờ nó bệnh hoài, cái nó nghe cái nó nhũng nhẽo là nó bệnh hơn, đúng không? Mình trị nó cũng bệnh á, cái tới giờ mình thấy mình mạnh, đâu có gì đâu, không có gì trơn rồi. Thầy có dùng những cái pháp đó, hôm nay thầy đã đắc được cái pháp mà thầy đã trị bệnh chính mình. Có khi thầy nói ủa đâu có bệnh hết trơn rồi vậy. Rồi bây giờ già muốn trẻ trở lại đó, thầy chỉ cho cái pháp trẻ lại, đừng nghĩ già, không, thật sự đó là một cái tư tưởng đặc biệt của mình. Cứ nói nay tôi 48,
50 rồi không có 48, 50 gì đó, còn trẻ lắm, không có già đâu. Đó như vậy. À, đừng nói à, tôi mua cái hòm này trước, cái này để dưỡng già, không có dưỡng già mà dưỡng trẻ. Trẻ là trẻ với cái linh hồn của người tu tập niệm Phật sống mãi mãi, chứ không có trẻ mà bôi tha son má phấn làm như là người trẻ đó, là mình quá lại là cứ bằng mình cái gì ở trong cuộc đời, thầy nói không có được cái đó. Cái đó là mình khoa học thêm vô trong cái sự sắc đẹp của mình, nhưng mà cái này không phải đẹp mà trẻ. À, sau này đó mình không có già, tại vì mình quên cái già, cái nó không có già. Còn mình cứ chửi con, rầy con, mình sanh ra này kia, nó mẹ già sanh tật. Bây giờ mình không sanh tật nữa nha, không nói mẹ già sanh Phật. Ủa sao sanh? Vì chúng sanh tu thành Phật, phải không? Chúng sanh Phật, Nam Mô chúng sanh Phật, thì mẹ đang sanh về nước Cực Lạc Phật rồi, mình không có già nữa, mà không có sanh tật, chửi con, mắng con gì hết, thấy không? À, phải không? Thầy nói điên trong này đó. Cho nên cái bài này thì để là thơ cuồng, chứ không có kinh giảng gì nữa hết nha. Cuồng, thầy nói nhắc nhở nha. À, như vậy, rồi mình bị tất cả những u nhất này cái nọ đó, chính mình điều trị nó cũng hết nữa, không có sao hết trơn á. Tại mình quên nó có nằm mọc lên nè, biết không? Cái tay nấm hay là cái cây mà nó đang có một cái tược mà mình đâu mình rờ hoài cái nó chai là phải không? Cái dân nó nói là gieo mấy cái hột này mà hôm nay sao mà nó không có lên nữa, tại vì cái cây nó quý quá, mình thương nó quá mà lại mình mò mẫm hoài, phải không? Phải vậy không? Đây là chai. Giờ cái mục nào mà lên nó muốn ung thư đó, mình rờ nó nha. Ủa vậy lấy nước miếng của mình thôi, chà riết hết luôn. Thầy chà riết cái mục u này đáng lẽ đem mổ rồi đó, không còn nữa. Vì thầy nó chà mày chai, mày cũng mọc tược như cái cây chứ gì, như cái hạt giống gì chứ gì, phải không? Thầy nói điên nha, đừng có buồn nha. Chà riết tiêu hết trơn, không còn nữa, rơ nó. Đừng có lên nha, nó lì, nó không có sanh ra nữa đâu ạ. Phải vậy không? Trong buổi thứ chiều thầy nói chuyện ở đây một lần đầu tiên, thì ra thầy muốn nói nhiều một chút xíu để cho tất cả chúng con lùm lặt của chị khùng mà từ đời đời kiếp kiếp. Mà thầy ngày xưa đó, thầy không có dốt gì đâu nha, thầy ở nước Tần nha. Thầy lão thông chữ nghĩa lắm mà. Bây giờ biểu qua đây phải giả như thế này nè, cũng như là Bảo Quốc á, nói về đời chút nha, không Bảo Quốc là hề, mà biểu lên làm vua đỡ chứ coi đâu cũng đâu có được, phải không? À, mà nó xuống hai là đặc biệt đó. Thì cũng như là trong tuần cảnh như vậy, khi làm vua, khi làm quan, khi làm quân, khi làm nữ, khi làm nam mà. Cho nên ông mới nói là sắc thân ta cùng người trần, phải không? Cũng người trần, hồn linh thầy mượn xa gần phải đi, chịu buồn ở tại xích đi, thầy cuồng điên dại thầy ghi một bài, gợi ở trong rồi gợi ở ngoài, gợi thăm bá tánh khẩn nài tu thêm, thầy về nước mắt sau đêm, ngồi buồn lụng giang rồi kèm bài thi. Không ngờ buổi chiều nay mà thầy ở tại Sydney, ở ngay kỳ dân cư sĩ, đặng rồi chỉ bớ tròn, đặng vui vẻ để thầy chèo đò sau lấy. Còn đạo sĩ hiền con ái ở mũi đi, phụ thầy đẩy tiếp văn quý qua nhiều khúc cạn lâm ly tròn tiền. Răng cố gắng đi suốt canh khuya biển vàng, con biết không mình đã buồn rồi, làm bạn với ai thì chỉ cho con làm bạn với Đức Như Lai, với Quan Âm Bồ Tát, với Ngài Đại Bi. Làm bạn giữ đường giữ xa làm chi, với người thêm gặp cảnh gian nguy trò buồn thôi. Ráng cố gắng đi thầy, lệ tuôn ngưng chạy. Thầy đã biết dân tộc của mình rồi, chắc nằm trên sàn bị sải cô ngươi. Nếu không đức ân chắc sẽ phải rơi, còn đầy đức đó thì con thời còn tóc me.
Thầy căn dặn từ đây con nhé chốn hội đường, thầy ghé dạng thơ thi. Con cầm bút mực để chi, thi văn còn lượng rồi cõi từ bi thầy về. Lăng Cô Thu, chốn này là chốn suối mê rừng trượt, cố gắng về mình ráng vượt qua sông. Như con thầy chị trong lòng vượt từng khối biển mới ngồi trong giờ này khổ lắm con. Trong bụi này đang ly loạn, đã là nghèo đã khổ mà còn gặp bọn gian minh. Khắp năm châu đang giật, đang giành, đang thi đấu, chứ ông có ai giữ đạo lành là căn bàn. Thậm chí nó còn muốn giết thôi nước bàn, thì đã yên rồi biển cạn non băng. Về đi chưa được trong trăng, thầy ngồi lựng đạo bút văn rõ ràng, ra tinh tình để cho sống làng mình vui vẻ. Thì chúc chúng con đã sống trẻ như như, nếu già trước thì đã hoại hư, không sống được thấy đại từ ngày muôn thường. Biết thân giả thì thầy đã mượn, nhưng chốn nơi này thầy vui sướng gì đâu. Phải về bình luận đôi câu, để nói cho huynh đệ đừng sầu đừng lo. Đang cố gắng thì mình có chết rồi, mình được chuyện trò nơi Tây Phương ấy. Chúng con làm lành thì thấy cảnh Như Lai, nếu làm dữ thì thần đã quỷ sai. Nó rình rập nó bắt, không ngày nay mai nó cũng bắt. Còn hiền hấu thì Phật tiên dẫn dắt, đem dấu đưa chỗ nào không thắt ngạc gian cơ. Con ơi thì tính từng giờ, thấy rồi mình ráng đắp ba bờ đức ân. Trốn trong đức tánh hiền thần, trốn đâu cho khỏi trời phạt dân quân cùng. Răng nghe thầy nhớ không, dù điên dù dại nhưng mà nói rất lạ lùng. Nói cho bốn bể hiệp cùng năm châu, nói cho tất cả từng câu, biết đường đạo hạnh biết quay đầu về quê. Hôm nay thì mong tất cả các đạo cùng là trong giáo hội, có lẽ là lời khùng điên này sẽ đi khắp tất cả. Thầy mong sao anh em hiệp lại vì thống nhất sơn hà xã tắc, ngũ châu đã hiệp nhất. Tam giáo đã quy nguyên, không nên chia rẽ cùng nhau nữa. Có đạt được cái gì ở đâu? Mong sao bá tánh tu là mừng rồi. Tu là để giải thoát, tu là để bỏ đi cái tánh dự. Làm lành tu để không giành giật, không cấu xé. Tu để hào phục tất cả những đám ma bên trong của mình, để đem lại tình thương an lạc quốc, chứ đâu có lợi ích gì đâu. Mà giáo đạo nào thì cũng mong là tín đồ cho đông đến trùm răng. Mà một vị thánh nhân hay là một vị Phật ra đời rồi đó, người ta không mong cầu có đạo đông Phật tử đâu. Ta biết cái cảnh mạt pháp này, ta chui vào rừng, chui vào hẻm nguy, ta tu để ta về. Ta không muốn chiến thắng để nhìn thấy đâu. Đó. À, ngồi với Phật tử như hôm nay mà gặp quý vị trong cái chiều hôm rồi tới bữa nay đó, thì thấy mệt hay không? Mệt. Nhưng mà thầy nói chứ không phải than, thì đừng gặp có mệt hay không? Không mệt. Đó. Thì cách gì muốn luyện đạo để rồi dồi mài để đắc kim thân tại thế, thì ngài không cho mình gặp thân ngài đâu, có đúng không? Thì đi khắp dắt dầm rồi thì về cũng nhốt cái thân ngài lại, đi điều tra xét hỏi để thăm dò, để gội rửa. Chứ nói câu này là câu điên nha không nha, đừng có cười thầy nha không nha. Thầy không có ngu gì để phát giường cho quý vị nữa đâu. Trở về phát cái giường nhà của mình, phải không? Câu này là câu rất là tệ, nhưng mà lấy ở trong cái văn bản là đúng ạ. Về phát lại dọn giường nhà con, để cho kịp cái ngày đại hội năm qua. Vậy thì mong sao tất cả hàng Phật tử ở đây và huynh trưởng kỳ nhân nha, sau này về niệm Phật đầy sân cỏ hết. Chỗ này đã biến thành một vườn tiên, chứ đâu phải nói đi vườn ở bên kia. Trong cái quả địa cầu này ở đâu cũng có Phật, ở đâu cũng gặp thầy. Nó tôi về Việt Nam
tôi mới gặp được thầy. Ở Việt Nam có Phật, nước nào cũng có Phật hết á, có người tu là có Phật hả? Hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Phải không? Phải không? Ở chỗ nào cũng có ông Phật, chỗ nào cũng có trời, chỗ nào cũng có hết trơn á. Nghe thầy nói cái dạ dạ, thôi con bán nhà bán cửa không ship về Việt Nam để gặp Phật, mê muội mê tín nó thầy chửi có buồn không? À, chữ nó là chữ nho, à, chữ nghĩa, chữ dịch ra rõ ràng chứ không phải chữ chữ phàm. Ở đâu cũng có Phật hết à, mình ngồi xuống mà mình thanh tịnh hướng về thì ngài đã xuất hiện liền cấp kỳ, ở chỗ nào cũng vậy hết chứ không phải đời bên Mỹ bên nước nào cũng vậy. Trong cái nhà mà trong cái nhà thì có chủ nhà, mà chủ nhà đó thì chia ra, chia ra mướn người hoặc là làm một cách này cái kia cái nào, chứ không phải cái nhà đó mà một người đứng chủ, mà một người đó mà làm xong đó như vậy đó thì dễ bề hết sức không? Thiệt nói dạ thì qua thi thì mở đại học và trường thi ở bên Việt Nam mình về thi cái thôi, đâu có gì đâu, phải không? Mở Cần Thơ thì mình phải chịu xuống Cần Thơ thi, mà mở Việt Nam thì mình phải về Việt Nam phương mình thi rồi mình trở qua mình ấy, mà sao trở qua như cây cầu đó, đi liền liền nhớ không đó. À, sau này nó làm mướn cho mình luôn nữa đó, khổ lắm, hay nó về tội nó đền tội à. Hãy giữ thì sau này phải lãnh lấy những cái không lành thôi. Thầy ơi chừng nào sau này không chừng tay nó lại mừng mướn cho Dung nữa đó, cho Hương đồ á, rồi nó làm sách vở thế cho kỳ dân, sau này nghỉ già về hưu nó làm hết à. Thật sự à, sao trời đất di chuyển bốn biển năm châu đó, rồi nó tu nó là đệ tử trung thành nhất, bây giờ nó hung dữ nhất mà nó từ thiện nhất đó, thì chỉ cho, mà nó thiếu nợ nhất mà nó giàu nhất, nó gan nhất đó, thì thầy chỉ cho. Đó, thấy không? Thầy có rao giảng hết Mỹ tới Nga, hết Tàu tới Nhật, thấy ôi quá cực, thầy bất tức cười, của cải quá dư nhân từ quá, làm sao phục dịch xứng đáng nghe tròn, pháp đạo thầy lo gai gò thì biết. Bài này thầy viết gửi khắp Đông Tây. Gặp Đức Phật thầy thì con cố gắng, bây giờ hiểu đặng không biết làm sao, hãy ráng tiến mau gặp thầy Sơn Vũ. Chiều nay quy tụ thầy rất vui mừng, thầy bảo con dừng phạm phu ngưng lại. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thầy xin có đôi lời để chúc lành hết tất cả quý vị cùng là ở nơi đây nha. Trong này có quý vị có nghe những câu gì mà có gì đó thì từ bi quan hệ thầy cũng như quý trò sạch thân như vậy, thì mong chúng con phải cố gắng ha, để tiếp thêm một phần nữa của lời lẽ của thầy. Thì đến đây là rất là vui mừng trong một giây phút nha, để mà trao đổi cùng tất cả quý vị như sau. Thầy chúng con có ý kiến gì không? Mời kỳ dân cư sĩ có ý kiến gì không? Được không? Kính thưa Đức Thầy, vô danh ẩn sĩ, hôm nay Đức Thầy có những lời để nhắn nhủ đồng đạo ở Úc Châu. Thì con rất lấy làm hân hạnh là mượn cái vị trí thiền tịnh Bù Sơn ở Sydney để thầy làm một cái pháp đàn để khuyến nhủ đồng đạo tinh tấn tu hành để kịp cái quân sắp tới. Thì tôi mong rằng tất cả quý vị có mặt hôm nay nghe những lời châu ngọc của Đức Thầy và sẽ thực hành những lời mà Thầy đã chỉ dẫn. Và trong tương lai, hy vọng Thầy sẽ còn ở lại đây và tiếp tục có những lời nhắn nhủ mà Thầy nói có khi là không phải sấm giảng, lời nhắn nhủ đồng đạo để tinh tấn tu hành. Dạ, thì rất mong Thầy từ đây Thầy còn lưu lại Úc Châu
thì thầy sẽ ban cho những bài pháp sắp tới để các đồng đạo lấy đó làm kim chỉ nam để trên con đường làm hành trang trên con đường tu học. Dạ xin hết. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng niệm Phật. Đồng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay trong buổi chiều ở tại Thiền Tịnh Bụi Sơn thì mở đạo tràng pháp đàn ở đây cũng nhờ đại đức của bề trên và gia đình của kỳ dân cư sĩ đã hy sinh biết bao năm tháng dặn dài cũng như đội bom đội pháo để làm lợi ích cho tất cả thì cũng rất vui mừng. Nhưng mà nguồn đạo lý của chúng ta phải đi đến mục đích như sau: phải thật, phải tốt, phải làm đúng với tất cả trong hiện giờ để lấy cái gương đó mà làm, lấy gương đó cho mọi người tu, lấy cái gương đó cho tất cả các ánh đạo và các mối đạo khác. Tuy nhiên mình là một người chân lắm tay bùn, không có si mê mỹ phẩm, cũng không có gì hết. Như sao? Mời các chị đó vô. Còn ai? Xin kính thưa quý vị, vậy thì không đánh giá ở bên ngoài quần áo hay là cảnh giàu sang, hay là một vị đó cao cả, hay là thấp hèn, hay là ăn mày, cũng không có đâu. Không có đánh giá như vậy được, mà mình phải coi đó là chủng tộc, đó là thương yêu nhất, là đồng bào anh em của mình, là cốt nhục. Như vậy thì thầy mong trong buổi chiều hôm nay cư sĩ kỳ dân có gợi ý thêm là thầy đến để có đôi lời để nhắn nhủ. Thì trong tuần hay là nay mai đến thì còn ở đây, thì thầy đã ra thêm một lời nữa, có thể là lời thầy nhắn nhủ chứ không phải là kinh giảng. Đó là kỳ dân gợi ý. Vậy hôm nay chúng con ráng cố gắng rèn luyện ở bên trong mình, chứ không phải tu luyện pháp thật phù phép để linh thiêng, để có lợi ích gì cho mình. Vì người tu bỏ hết bỏ mà bỏ ở trong trí, ở trong hồn, ở trong tâm của mình, chứ không phải đem mà dục bỏ. Mình phải tiết kiệm chứ không ích kỷ. Tiết kiệm không phải ích kỷ, để rồi cần kiệm không phải ích kỷ, không phải xấu, để giúp đỡ, để có cơ hội phòng hộ. Vì người tu, người đời, người đạo cũng vậy hết. Còn bây giờ mình phân chia đời đó rồi, dơ quá, trượt quá, vì người đã đời tu đạo mặc áo như thế này á, rồi thấy ta mặc áo này cái mình chê, mình nói trời mặc áo này cái nào đó tôi chán quá. Không có chán, mà là từ đời sang đạo mà. Chú có hiểu không? Chứ không phải thấy cái mặc áo này mà nói là bây giờ chắc có lẽ là tôi sạch lắm, bị cái áo á thì tôi tu nhiều lắm. Còn cái cô này, cái cậu này ăn mặc áo quần như thế này chắc không có tu, không biết gì hết á, trượt đồ này cái nọ đó, quá nhiều này cái nọ. Không phải vậy, xin kính thưa chư quý vị, lầm rồi. Nhiều khi một vị ta mặc áo, đâu có nói sắc phục, mà bên trong người ta đó, cái tâm người ta công tâm, người ta sẽ đầy tràn những cái dũng mãnh, người ta sẽ đại hùng, người ta sẽ tốt đẹp ở bên trong của người ta. Thì quý vị nghĩ sao? Cho nên hôm nay mình đừng bao giờ hiểu như thế. Để cái đường học đạo của mình học đạo học ai? Đạo là gì mình phải học? Sự sáng suốt, sự thông cảm, từ bi. Đối phó với mọi người mình phải làm gương trước, sạch sẽ, vui. Đạo đem lại tình thương, cứu khổ ban vui, có nghĩa là Đức Bổn Sư Thích Ca Tư Phụ có nói. Chứ không phải đạo làm tuyệt, tuyệt đối và tuyệt để hết tất cả. Bắt buộc phải, ngày hôm nay ngày đã văn minh, đi đến thần tiên Phật Thánh rất là đơn giản của chính mình. Mình là thầy, mình là Phật chưa thành, mình là một vị cao cả nhất mà mình để trả giá quá thấp kém là cũng chính mình. Vậy hôm nay thì mong tất cả các vị lấy bình
bình đẳng mà đối phó với nhau. Mình phải cân, vì công lý hai bên đây mình đã có cái cân. Mà mình cân không đúng nhất thì mình phải bị. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải đặc biệt theo dõi tâm, nghị trị tâm, làm việc với cái tâm của mình, chứ không đợi cái màu sắc áo hay là dàn dòng hay là địa vị nguyên cách của người ta. Không có. Mà mình cái tâm hồn và cái tư tưởng người ta đã nắm được, và người ta sẽ làm được, người ta sẽ làm chủ được đó, thì quý vị sẽ làm tất cả. Mà hư với nên được hay không cũng do cái tâm của mình. Ngoại cảnh này dễ lắm, và cảnh dễ lắm, nhưng trong cái cảnh của mình, mình có dễ không? Không. Cho nên hôm nay thầy mong tất cả thiết tha, trong một buổi chiều mà thầy đã vượt trùng dương dạng ai đến đây đó, để rồi làm gì người tu mà đến đây để trao đổi cùng với tất cả Phật tử đạo tràng ở tại City Thiền Tịnh Bụi Sơn của kỳ dân cư sĩ mà bấy lâu nay thầy đã muốn về đây nhưng không thể về được. Vì chưa có sư phụ Tế An điều. Ngài có nói mà, sắp thân ta cùng người trần, hồn linh thầy mượn xa gần phải đi. Buổi chiều ở tại Sydney, đôi lời thầy giảng rồi từ bi trao dồi. Ráng suy nghĩ kỹ con ơi, mình đã có tội thì mình đã diệt tội mình, chứ đừng có lặn lội kiếm tầm. Ở chỗ nào bằng ở chỗ tư tâm, con làm sai thì do tâm con phải diệt. Hãy tạo tội thì mình đã biết, mình ăn năn sám hối trong cuộc đời này thì hết tội, nghe chưa? Chiều buồn nước mắt như mưa rừng tàn, thì ngồi nghỉ rồi ban trưa thăm thuyền răng tu tinh để mình về truyền Phật pháp. Mình làm đạo nhân thì mình được gặp thánh nhân, mình làm ân phước đức thì được gần gần những bậc hiền thần quân tử. Thầy mong ở đây đừng làm việc dữ, mình biết được rồi trừ khử yêu ma, cho mình rặt giống người ta, cho mình tu thiệt rồi mới qua quần tàn. Tu xong rồi đi con, mình mới lên được đàn, mình về cõi Phật an nhàn biết bao. Bây giờ thầy đã kêu rao tỉnh đi khắp mì cả đồng bào mọi nơi. Thầy nói thiệt chứ chẳng phải nói chơi. Trước khi nói ra nguyện Phật nguyện trời chứng minh, để trò vững chắc niềm tin, không sao đừng sợ do mình làm nên, nhớ hay không còn quên cũng do trò đó. Mà nếu mình đắc đạo thần cũng do có mình làm. Làm hiền đừng nhảm đừng tham, mình trung mình hiếu rồi mình làm đạo nhân. Ai bắt mình phải nịnh, phải hùa, phải giả, phải dân. Ai bắt mình mà mình cầm cái cân không công bằng, ai buộc mình phải cọc phải cần, mình nên so dịu rồi thường hằng đừng phơi. Ai bảo mình quả nghiệp cứ dây, được than gian trách phận Đức Phật đài làm chi. Con ơi gặp cảnh gian nguy, trong hàng Phật tử thầy lu ly lệ dài. Thôi thức tỉnh đi rồi ngày mai gặp thầy tù. Thầy nói trong buổi chiều này như thuốc bổ cho trò. Mình biết tu đạo đức đừng có lo, cứ làm tốt thì cây to quả lớn. Đã trải qua nhiều trận đồ con không tờn, cứ gieo ác thảm hoài hoài rồi giỡn tử thần sâu. Về đi đừng nghĩ thấp cao, bớt đi nay lụa mai màu xe xua để tiền. Để bạc công ơn thua, giúp người đói lạnh rồi bùng chua ạc ngào. Kẻ nghèo khó sao sang giàu gấp mấy, còn người ỷ thân giàu sao con thấy như ăn mày. Phật đổi rồi trời sắp không lai, trời lấy lại không hay không biết. Tại mê phàm rồi mình đây sắp ma kiệt, thầy đang dán màn rồi trò hiểu biết cứ chăm. Ngày đêm sám hối âm thầm, con ơi lời lẽ ráng tầm bên trong.
ngày mai thầy trả xác lại chân hồng, thầy về đó coi không không nghe trò thôi. Đang cố gắng nha, trong buổi chiều thầy bớ đò rước đầu đó, để cho con được vào vườn tiên. Bao nhiêu năm xa xứ xa miền, nơi đất khách nối liền với người la. Đừng làm khổ, đừng làm thái quá, đừng làm chúng chê cười mình nơi xứ là không nên. Làm người đạo đức đừng quên, mình làm cho tốt sao kệ bên ngày hoài thôi. Chúc tất cả nha, ở trong ngoài dữ dàng, chúng con ráng đi mày, gươm lòng cũng như bén như mình mày giáo. Không sao đâu ba tánh đồng bào, thơ cuồng dạy thầy gửi trao ráng học. Nếu thương thầy tổ tâm linh mình săn sóc, ráng giảng nghe trò đừng trách móc cùng ai. Con người đất khách trong ngoài thầy thăm rớt lệ bị ai thắm sầu thôi. Thầy chúc lành tất cả quý trò nha. Hẹn còn gặp nữa ở nơi đây. Thầy mong làm sao tất cả vui nha, cho nó quen nữa không. Nói thầy ơi, con vui chút là con buồn à. Buồn ai? Dạ buồn chồng con, buồn vợ con, buồn xung quanh buồn chi vậy hả? Ma đánh mình cái nó bị té, mình cẩm nó. Như vậy là ma thành Phật đó. Tập biết quen à, thấy binh chủng à, binh lính không? Hỏi thì dân rồi biết, chứ thấy binh rồi biết à. Đi dây tử thần làm sao đi được? Tập quen, bò quả lực sao bò nổi, bò riết quen phải không ạ? Ăn chay không được thì khó quá, còn nước không được, nhưng mà tập riết nó cũng quen. Ăn nhiều nhiều chất rau cải đi, mình theo bậc thánh nhân hiền triết đi tạm dùng rau trái đó. Cho qua bữa, mình biết là sau này có khổ rồi nha, không có muốn bắp mà lộn, có mấy mày ăn hay mình tập. Mình đừng có tập sướng quá nó quen, tập cực đi nha, để đó. Tập để đó chứ đâu biểu mình ăn cực. Giờ mình cứ làm mình cứ ăn đâu có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà phải tập, tập cực, tập sướng à, đừng có để sướng hoài. Đó vậy đó. Thì cái người mà đạo nhân người biết được ra thì phải ăn cũng. Chứ không phải thầy bộ, phải quy y đi à, là phải mặc áo à, phải giữ giới này kia. Đã nói ra ngài đại ân xá rồi, chỉ có tâm mình thôi. Tu cái tâm, giữ giới, ăn chay mấy ngày. Dạ con ăn 4 ngày thì cứ 4 ngày, ăn 10 ngày thì đúng 10 ngày, ăn 2 ngày thì đúng 2 ngày. Đó là giữ cái giới một chút, vì ăn chay niệm Phật. Chứ đâu có bắt buộc, còn mình muốn trường chay thì ăn chay trường. Đó là do mình hay vậy, còn bắt buộc không được. Đó như thế. Thì thôi hôm nay thầy cũng mong tất cả. Và ở nơi đây là chỗ mà thầy đã gửi thơ qua, một thùng thơ. Rồi từ đó mới chuyển thơ đi khắp. Thì phải có thầy đến đây để kiểm lại coi như thế nào. Cũng như mặt hàng mà thầy đã gửi đi tất cả rồi, bây giờ thầy phải lợi ngay đó, có công ty mình bỏ đó như sao để kiểm lại một chút. Thôi thì chào tất cả Phật tử nha, đồng niệm Phật với thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin hồi hướng công đức hết trước là kỳ dân cư sĩ, sau cùng tất cả quý vị nha. Cái mô gì là Phật. Quý vị ngồi có mỏi không?